Chuột thường sinh sống ở trong nhà, chúng thường hay cắn đồ đạc cũng như là gặm nhấm thức ăn chúng ta. Đôi khi chúng làm tổ ở trong nhà gây cho chúng ta rất là khó chịu. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bẫy chuột bằng cái chai nhựa như này các bạn nhé. Để làm bẫy chuột ấy, thì chúng ta chuẩn bị một cái chai nhựa như thế này. Chúng ta nên chọn những cái chai mà nó hơi cứng một chút để khi mà sập chuột được chuột ở trong rồi thì nó sẽ không chui ra. Chúng ta vẽ một vòng tròn ở cái chai, chúng ta xác định ở gần phía miệng chai ấy. Chúng ta vẽ một vòng tròn và chúng ta để lại một khoảng cách tầm độ khoảng 3 đến 5 cm để làm cái bản lề các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta dùng kéo hoặc là dao dọc giấy, chúng ta cắt một vòng tròn ở cái vị trí mà chúng ta vừa mới vẽ. Đấy, sau khi ta cắt thì cái chai của chúng ta sẽ bẻ lên bẻ xuống được như là một cái bản lề như này các bạn ạ. Chúng ta sử dụng mấy cái dây chun để chúng ta đo cái khoảng cách để chúng ta đục hai cái lỗ để chúng ta buộc dây chun ở đấy để nó kéo cái miệng chai sập xuống nhé. Tùy vào cái dây chun của chúng ta dài hay ngắn, dây chun to hay bé thì chúng ta sẽ đánh dấu cái vị trí làm sao để cái dây chun nó hơi căng một chút. Khi mà sập xuống rồi thì con chuột nó sẽ không thoát ra ngoài được các bạn nhé. Ở phía đít chai ấy, thẳng với lại cái phần mà có cái bản lề ở phía trên của lúc mà chúng ta cắt chừa lại ấy, chúng ta đục một lỗ để chúng ta sẽ xiên cái lẫy từ phía dưới lên. Chúng ta xiên dậy lẫy từ phía dưới lên để kéo cái dây để khi mà con chuột nó ăn miếng mồi ấy, thì nó kéo cái lẫy đó và cái bẫy này sẽ sập các bạn nhé. Chúng ta sử dụng hai đoạn dây thép để chúng ta buộc nẹp vào cái vị trí mà chúng ta cắt đôi cái chai ra ấy, để cho cái miệng của nó cứng. Bởi vì mình phải buộc cái dây thép vào cái miệng cho nó cứng, nếu không thì khi mà bẫy dính con chuột ấy, cái vị trí cắt của cái chai này nó quá mềm thì sẽ làm cho con chuột nó chui ra. Đây các bạn nhìn đây nhá, con chuột nó chui ra như thế này này. Chúng ta sử dụng hai cái vòng dây thép này, chúng ta quấn vào cái vị trí giao nhau của hai cái chai chỗ mà chúng ta cắt ấy, mà cái vị trí miệng nó sẽ sập xuống ấy. Chúng ta sẽ quấn vào xung quanh cái chỗ cái vị trí miệng đó. Chúng ta sử dụng những cái dây thép nhỏ, chúng ta cắt từng đoạn ngắn ra, chúng ta đục ở trên miệng chai và chúng ta buộc cố định cái dây thép vào cái vị trí cái chai. Sau khi buộc xong thì ta có cái chai như thế này. Cái vị trí dây chun chúng ta buộc vào cái vị trí mà khi đầu tôi đã nói để chúng ta dùi lỗ ấy. Ta buộc cái dây chun sao cho nó sẽ kéo cái miệng cái chai, hai cái miệng cái chai lại với nhau. Chúng ta buộc một cái dây ở chỗ miệng chai và kéo xuống cái vị trí lỗ ở cuối chai nhé. Vị trí lỗ mà chỗ mà chúng ta sẽ gài cái lẫy vào đây. Đúng cái vị trí lỗ chúng ta gài lẫy làm sao cho cái miệng chai nó mở ra để cho con chuột nó đi vào trong cái chai nhé các bạn nhé. Chúng ta uốn một cái dây thép nhỏ hoặc là chúng ta dùng cái ghim giấy ấy, chúng ta làm cái lẫy đấy làm sao để chúng ta móc được thức ăn vào đó để khi con chuột nó kéo cái miếng thức ăn thì cái bẫy này sập nhé các bạn nhé.
chúng ta móc cái miếng thức ăn vào cái lẫy đó, và chúng ta sẽ cho cái lẫy vào bên trong chai. Chúng ta để thò ra như thế này. Đấy, chúng ta để thò ra và chúng ta móc cái dây vào đó. Thì khi con chuột nó kéo cái miếng mồi thì cái lẫy này sẽ tụt xuống, và cái dây này tụt ra thì cái bẫy sẽ bật các bạn ạ. Một em chuột rồi các bạn ơi. Rồi, xem nào. Đây, khá to đấy. Không ra được đâu. Tí nữa thì được hai con kia nó để ra mất. Ngâm nước cho mày chết luôn. Mày.